Tối ngày 2 tháng 2 tại hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tham dự và có bài phát biểu chúc Tết toàn thể bà con kiều bào tại chương trình Xuân quê hương 2024, đồng thời đánh trống khai hội mừng xuân. Phát biểu tại chương trình Xuân quê hương 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá Việt Nam đã đi qua một năm khó khăn với nhiều biến động lớn. Tuy vậy, Việt Nam đã nỗ lực vượt khó, đạt kết quả quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực với những dấu ấn nổi bật, tăng trưởng GDP đạt 5,05%, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, đối ngoại rộng mở. Các lĩnh vực văn hóa, lao động, việc làm, an sinh xã hội và đời sống nhân dân tiếp tục được quan tâm chú trọng và có nhiều tiến bộ. Những thành tựu ấy đạt được là do sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự nỗ lực của hệ thống chính trị trên cơ sở phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó có sự đóng góp quý báu và rất quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Người Việt Nam ở nước ngoài dù thuộc thế hệ nào, ở bất cứ nơi đâu, đã là con lạc cháu hồng, đều luôn là một phần máu thịt, một bộ phận không thể tách rời của Tổ quốc, luôn hiện hữu trong trái tim tình cảm của đất nước, dân tộc Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Đảng Nhà nước Việt Nam đang tiếp tục nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn để đồng bào về thăm đất nước, người thân, đầu tư sản xuất kinh doanh, hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục, hoạt động văn hóa nghệ thuật, tham gia góp ý chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và tri thức, làm cầu nối giữa Việt Nam và thế giới. Việt Nam mong muốn được đón các nhà đầu tư thế giới, trong đó có người gốc Việt, trên cơ sở bảo đảm công bằng bình đẳng cho mọi người trong tiếp cận cơ hội, đóng góp cho đất nước và thụ hưởng thành quả phát triển. Trong sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng phu nhân lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hồ Chí Minh đã dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó cùng nhiều kiều bào tham gia nghi thức thả cá chép tiễn ông táo tại bến Nhà Rồng.